Ngày 8 tháng 12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành thảo luận tại hội trường và chất vấn trả lời chất vấn. Trong buổi sáng, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Có 18 ý kiến phát biểu thảo luận về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư trên địa bàn. Ý kiến thảo luận cũng đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, công tác điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong năm 2021 và đề nghị tiếp tục phát huy để hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Các đại biểu cũng đã thảo luận vào nội dung 6/37 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ý kiến các đại biểu đã được lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan thẩm tra liên quan giải trình làm rõ. Phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm mà Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ triển khai trong năm 2022 với phương châm nghiêm túc lắng nghe, chủ động triển khai, nỗ lực hành động. Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022. Chiều cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, có 10 ý kiến chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 7 ý kiến chất vấn liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá, phiên chất vấn và trả lời chất vấn rất đúng trọng tâm, thẳng thắn, trách nhiệm. Đồng thời, qua đây đã nhận diện vấn đề rộng hơn, đó là nhiều kết quả thực hiện được, song vẫn còn có nhiều tồn tại, bất cập, hạn chế về công tác quản lý nhà nước trong hai lĩnh vực này. Về công tác quản lý khai thác khoáng sản, đánh giá còn rất nhiều bất cập, hạn chế. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phải vào cuộc quyết liệt hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Qua đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp liên quan cần thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiên quyết, quyết liệt, không dung túng, bao che đối với khai thác khoáng sản trái phép. Khai thác tài nguyên khoáng sản phải hợp lý, đảm bảo phục vụ cho sự phát triển nhưng phải bền vững. Về vấn đề thực hiện chính sách cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, các cấp liên quan quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định của Trung ương, đồng thời nghiên cứu để cụ thể hóa các nhóm đối tượng phù hợp với đặc thù của tỉnh. Trong điều kiện nguồn lực của tỉnh hạn chế, cũng cần tính đến việc tăng cường xã hội hóa để hỗ trợ cho người lao động, hỗ trợ người dân. Tỉnh cũng rất mong sự chia sẻ của người dân, cử tri và người lao động về quá trình điều hành, lãnh đạo của các cấp về vấn đề này. Đồng chí Thái Thanh Quý cũng yêu cầu các cấp chính quyền vào cuộc trách nhiệm, thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo thủ tục nhanh, gọn, khả thi, không để cho người dân, cử tri, người lao động phải vất vả đi lại nhiều lần. Về giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là các lao động trở về do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương phải tập trung phát huy dư địa trong khu vực nông nghiệp để tạo thêm việc làm, đồng thời kết hợp ba nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà trường để giải quyết được việc làm trong khu vực công nghiệp. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện các kết luận cho chất vấn về hai nội dung liên quan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri và qua đường dây nóng trong kỳ họp với phương châm rõ địa chỉ, rõ ngành, rõ người chịu trách nhiệm giải quyết, rõ tiến độ thời gian. Sau đó có báo cáo lại với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để báo cáo tại kỳ họp được tổ chức vào giữa năm 2022.